Bão số 3 đi qua, những trận lũ lại ập đến, đã ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến hệ thống lưới điện của miền Bắc. Với tinh thần khẩn trương, gần 1.500 xung kích của 23 đơn vị hỗ trợ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, quân đội và các nhà thầu đã có mặt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương để hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện trung và hạ áp sau bão số 3. Mục tiêu cấp bách nhất là tập trung nguồn lực và nhân lực, vật tư thiết bị để khắc phục sự cố tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã huy động 30 đội xung kích từ các đơn vị thành viên với tổng quân số là 795 cán bộ công nhân viên có mặt tại những nơi cam go nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương. Đây là những cán bộ công nhân viên có sức khỏe, kinh nghiệm chuyên môn, đủ năng lực, tự nguyện, sẵn sàng hết mình để tham gia đội xung kích khắc phục các sự cố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả các thành viên của các đội xung kích phải bảo đảm an toàn cho bản thân, công tác phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện khắc phục thiệt hại theo các phương án, kịch bản đã được xây dựng, phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động từ công ty đến các điện lực theo từng nhóm, từng khu vực. Với sự chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng tinh thần quyết tâm chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn của tất cả các đơn vị trong Tổng Công ty và các lực lượng hỗ trợ khác, với việc thi công không kể ngày đêm, nỗ lực từng giờ, ngành điện phấn đấu khôi phục vận hành và cấp điện ổn định cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.